Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, editor trông tình và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem lại siêu tổng hợp Dr. Stone đã lên sóng trên The Reviewer. Tóm tắt phần trước, tổ đội khoa học đã đến được đảo Châu Báu nhưng đã bị hóa đá bởi một thứ vũ khí gọi là Medusa. Chỉ còn một nhóm nhỏ là còn sống. Kohaku sau khi xâm nhập vào căn cứ địch theo đường hậu cũng đã thành công lấy được bạch kim, tài sản mà Byakuya để lại cho con trai. Nhờ có nguyên liệu này, Senku đã có thể thả ga điều chế ra acid nitric, từ đó cứu sống đồng đội và tổng phản công giành lấy Medusa. Bên cạnh đó, Senku cũng phải thúc đẩy việc tạo drone, vậy nên đồng đội đầu tiên được cứu chính là thánh chế tác Kaseki. Trong khi đến xem xét tình hình, nhóm Senku phát hiện ra những đồng đội của họ đã bị đập thành mảnh rồi quẳng xuống biển. Nhưng đây lại là chuyện tốt, nhóm Senku chỉ cần vớt từng người lên là xong. Để làm được việc đó cần phải xác định được hướng của dòng chảy, mà người duy nhất làm được việc đó, Ryusui, lại bị lão tể tướng mang đi mất. Mục đích của Ibara là lấy Khứa Tư Bản làm con mồi nhằm dụ dỗ gián điệp ra mặt. Kohaku thấy thế thì cay lắm, may mà được cản lại không thì to chuyện. Thông qua tai nghe một chiều, Senku đã truyền cho Kohaku kế hoạch phanh thây vượt ngục. Cụ thể thì cô nàng hãy ra tay đập vụn Ryusui ra, sao cho giữ được form người. Tiếp đó họ sẽ dùng chuột máy vận chuyển từng bộ phận về. Khi đó nhóm Senku sẽ lắp ráp lại rồi hồi sinh Khứa Tư Bản. Sau khi quá trình hoàn tất, thanh niên Ryusui đã comeback nguyên đai nguyên kiện nguyên phong cách. Chỉ cần nhìn qua một lượt, cậu ta đã phần nào nắm được vấn đề. Chỉ là hơi bất ngờ về quả drone của Senku mà thôi. Nhưng không sao, thích thì chiêu. Sau khi khảo sát tình hình địch, Ryusui cùng Soyuz sẽ tiến hành lặn để cứu người. Xuống chưa được bao lâu thì cả hai mất oxy mà phải ngoi lên ngay lập tức. Giờ là lúc khoa học sẽ ra tay. Cả bọn sẽ phải làm bình dưỡng khí. Ngay khi trở về hang, Senku bắt tay ngay vào việc tháo dỡ phòng thí nghiệm lưu động để tận dụng các bộ phận có sẵn. Nhờ kinh nghiệm từng chế tạo tên lửa, Senku đã tạo ra một bình oxy có thể chịu được 100 lần áp suất khí quyển với hạn sử dụng 1 tháng. Tiếp đó là quá trình nén khí vào bình, nghe dễ phết. Về cơ bản thì X2 áp suất khí quyển thì như bơm xe đạp rồi, X10 thì cỡ Soyuz bó tay, còn X50 lần thì cả bọn phải dùng hết sức bình sinh trong 5 tiếng. Đồng thời suốt thời gian đó, Suika phải không ngừng làm mát cho bình để phòng phát nổ. Sau 10 giờ đồng hồ hì hục, cuối cùng hai bình giữ khí đã được hoàn thành, nhưng giới hạn chỉ trong có 10 phút, nên Ryusui và Soyuz trong lần lặn thứ hai phải khẩn trương nếu không sẽ công to. Đã ít time lại còn bị cản trở. Ở đây có dòng chảy dạng san hô, cơ bản thì nó là dòng chảy cực mạnh đi qua các rãnh nhỏ để ra biển. Cũng may Soyuz có trí nhớ tuyệt vời nên nhớ được hướng đồng đội cuốn đi. Nhờ đó mà Ryusui có thể tính toán mà tìm ra được toàn bộ đồng chí. Niềm vui chưa được bao lâu thì khó khăn lại ảo đến. Do tượng lão Kaseki bị lọt vào vùng bùn nên dù đã dùng hết sức nhưng hai Khứa vẫn chẳng thể nào nhấc lên được. Thời gian cho họ chỉ còn 4 phút phủ du. Nếu họ không tìm ra cách thì sẽ thành công dã tràng. Bối cảnh thử thách đã kích thích tính liều của Ryusui. Cậu ra tín hiệu dựa trên mã Morse cho bên trên. Dựa theo những gì gen phân tích, Senku đã hiểu ý mà ship hỏa tốc cho Ryusui một lọ nước hồi sinh. Đối tượng giải cứu là khỉ đột Taiju, nhưng cái này cũng không dễ. Với môi trường dưới nước thì đổ sao ra, ai thì khó chứ Ryusui thì không. Cậu ta dùng oxy trong bình dưỡng khí để tạo ra bóng khí như trên bờ, rồi đổ nước hồi sinh từ dưới lên. Soyuz lập tức hiểu ra vấn đề nên đã chủ động mò nốt cánh tay của Taiju lắp cho hoàn thiện. Nhờ sự ăn ý của cả hai, kinh công của Vương quốc khoa học đã quay trở lại. Sau khi được Ryusui truyền đạt vấn đề, Taiju lấy rít một hơi không khí từ bình của đồng đội, rồi hợp sức với hai người anh em đưa lão Kaseki lên. Các nhân tố quan trọng đã có, ngay khi hồi sinh cho thánh chế tác, kế hoạch của Senku sẽ có thể tiếp tục. Bộ phận quan trọng thì đã tìm đủ rồi, nhưng ở lưng lão Kaseki bị thiếu một mảnh. Tuy không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng khi hồi sinh sẽ bị tạo một vết sẹo, nhìn không được thẩm mỹ cho lắm. May mà Khứa Taiju trong khi trục vớt anh em đã mò được mảnh đó, chứ không thì tội cụ. Nhờ cơ chế chữa lành của hóa đá mà lão Kaseki sau khi hồi sinh đã khỏe khoắn hơn hẳn. Khỏe thì tốt, tốt thì vào việc luôn lẹ. Bởi thời gian với nhóm Senku bây giờ là vàng là bạc. Một khi cướp được Medusa thì dẫu có bị áp đảo bởi lực lượng thì phe của Senku vẫn sẽ win. Trong khi những người khác ghép xác đồng đội thì Senku và cụ Kaseki đi bắt tay thực hiện drone. Phần đầu tiên là cánh quạt, Senku nhúng những lông chim hơi xoắn vào nhựa rồi căn chỉnh lại bằng tay. Bước tiếp theo là chạo ra ổ bi, công cụ hỗ trợ chuyển động tròn trên cao. Và có thể bạn chưa biết đó là thiết kế của tác giả bức nàng Mona Lisa. Còn đây là điều mà bạn cần biết, đặc biệt là những anh chị em cần một con tai nghe ngon bổ rẻ. One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới Amazon. Chất âm hay chuẩn Hi-Res, nhịp bay sống động với mảng loa 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây có thể dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, dành riêng cho người xem The Reviewer. Khi các bạn nhấn vào đường link phía bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 160k. Mua ở Amazon hơn 750.000 nhưng người xem The Reviewer chỉ còn có 590.000. Nhấn lưu mã để được giảm giá. Anyway thì sau khi đã có khung ổ bi, họ tiếp tục bào nó để loại bỏ những mảnh vỡ kim loại nhỏ và cho ra những viên bi cầu hoàn hảo.
Tiếp đó là quá trình phân loại theo kích thước để lấy những viên bằng nhau. Các bộ phận cơ bản đã có, chỉ cần chờ lão Kaseki hoàn thành các công đoạn lắp ghép nữa là xong. Trong quá trình bay thử, Senku nhận thấy con hàng này bay không ổn định. Để giải quyết vấn đề đó, Senku đã hồi sinh thợ thủ công Yuzuriha, rồi vua đào mỏ Chrome, đế thính Yukio. Quá trình hoàn tất drone đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng họ phải khẩn trương hơn nữa. Vì ở trong làng nhóm nội gián đã có biến, cụ thể là Ginro bị chọn phục vụ ngủ cho tù trưởng. Khứa này tuy không muốn lỗ đít nở hoa nhưng phần sợ bị Kohaku đấm, phần vì nghiệp lớn nên đành cắn răng mà đi, mà cũng không phải lo lắm. Để đề phòng trường hợp này xảy ra, Senku đã chuẩn bị cho tổ nội gián món vũ khí đặc biệt được ngụy trang là một quả dứa, với bên trong là etin acetat thêm vào với rượu, giấm và axit sulfuric. Mấy thứ này trộn với nhau sẽ tạo ra mùi thối kinh khủng tởm, khiến đầu óc kẻ hít phải choáng váng. Từ đó tạo cơ hội cho cả bọn tìm manh mối. Khi Ginro vào trong lều của tù trưởng, kẻ chào đón cậu lại là lão tể tướng. Hắn dịch lời ý huệ của tù trưởng rằng bản thân phải check hàng trước, xem tươi ngon không rồi mới dâng lên. Ginro quả này là lành ít dữ nhiều rồi. Ở một diễn biến khác, Kohaku đã bị Mozu phát hiện thân phận, thấy không thể chối thêm được nữa, đả nữ liền rút hàng nóng, sẵn sàng khô máu. Đám lính cũng phát hiện biến, liền lao lên bao vây cô nàng. Nhưng trình lũ này non, Kohaku búng cái là rụng. Thấy đám lính lao đến tính giết Kohaku, Mozu liền lao đến hạ gục tất cả. Hắn không muốn một mỹ nữ như này hẹo sớm. Sự dũng cảm của Mozu ghê thật, nhưng với tư cách là chiến tướng của khoa học quốc, Kohaku không cho phép mình nhún sợ trước bất kỳ ai. Màn combat giữa cả hai diễn ra quá lệch, Mozu cho thấy mình ao trình hoàn toàn. Kohaku tuy đã tận hết lực nhưng vẫn không làm được gì. Đột nhiên tiếng hét cầu cứu của Ginro vang lên, phía sau cậu là gã tể tướng đang đằng đằng sát khí và phập. Kohaku lập tức đến đỡ cho đứa bạn rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Ginro đã bị thương quá nặng, tính mạng của cậu như mảnh treo trước gió. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Ginro đã tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Lộn ngược lại mấy phút trước, trong lúc cố giữ trinh mông của mình, Ginro đã dùng dứa để thoát thân. Nhưng sợ bị Kohaku đập, cô cậu đã mò vào giường của tù trưởng, để rồi phát hiện ra bên trong là một tượng đá với giao diện rất giống Soyuz. Chính gã tể tướng là đạo diễn của màn kịch này. Vậy nên Ginro đã bị hắn truy đuổi rồi sát hại. Trong khoảnh khắc đó, Kohaku đã nảy ra một ý. Cô đưa Ginro lên nhà tù trưởng, rồi hét lên tỏ vẻ như thông báo gì đó, buộc lão tể tướng phải lệnh cho ả Kirisame dùng Medusa. Ánh sáng xanh lại tỏa ra, nhưng lần này không mang đến sự tuyệt vọng mà là hy vọng. Hy vọng của Kohaku và Ginro gửi cho trưởng làng đầu củ hành của mình, cậu ấy sẽ đến và cứu họ sớm thôi. Tin dữ của Kohaku và Ginro đã được Amaryllis kể tường tận cho nhóm Senku nghe. Không còn thời gian để lề mề nữa, nhưng cũng không được hấp tấp. Dựa theo những mảnh vụn thông tin, ngũ chí tướng bắt tay ngay vào việc sâu chuỗi lại. Có thể khẳng định rằng Medusa trong tay Kirisame là thứ duy nhất. Nguyên nhân có thể là bởi lão ta sợ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng hóa đá. Qua cách quăng vũ khí, nhóm Senku còn nhận ra Kirisame không hề biết về việc tù trưởng bị thạch hóa. Cuộc họp đang diễn ra, chợt cả bọn rợn sống lưng. Mozu đã lần được đến đây. Dựa theo dấu vết của Amaryllis, hắn vốn biết rõ về nhóm nội gián nhưng lại làm ngơ. Điều đó chứng tỏ rằng Mozu chẳng quan tâm đến thế lực bên trên. Với thông tin này, bức tranh tổng thể của vương quốc hóa đá đã được phơi bày. Dựa vào đó, cái lưỡi không xương của Gen lại được dịp tung hoành. Cậu ta gợi ý cho Mozu một offer liên minh, trên cơ sở là cái drone họ mới làm. Tip nhỏ chi phối trái tim cho người mới bắt đầu, thay vì ngồi đối diện, hay ngồi cùng phía để tạo sự gần gũi. Thay vì khen thẳng toẹt, hãy nói số liệu sai lệch để đối phương sửa lại. Từ đó kéo dài câu chuyện ra, những tip này đã được Gen áp dụng, nhưng trước một kẻ như Mozu thì chúng vô dụng. Mozu vốn cũng muốn chiếm đoạt ngôi vị để nắm trong tay hậu cung, nhưng vì rén trước Medusa nên không dám ra tay. Có thể hiểu rằng nếu nhóm Senku lấy được Medusa, Mozu có thể dùng sức mạnh của mình để thực hiện mưu đồ cá nhân. Lợi ích hai bên là over hợp, nhưng Mozu không thích thế, hắn muốn ăn cả. Nếu muốn giữ được mạng, nhóm Senku chỉ có nước phục tùng Mozu mà thôi. Nhưng đây lại là một chiêu khác của Gen, mang tên tâm lý phản kháng. Nếu một cá nhân bị ép làm gì đó, bản năng tự quyết sẽ chi phối họ hành động ngược lại. Gen đã biến câu chuyện sinh tử thành vấn đề hợp tác, từ đó cứu cả bọn một bàn thua trông thấy. Với chiến thắng trên bàn đàm phán này, cơ hội chiến thắng sẽ được nâng lên. Ngày hôm sau, nhóm Senku đã liên lạc với Mozu qua đường tai nghe không dây để trao cho anh ta một cây vũ khí mới, đồng thời phổ biến kế hoạch. Mozu sẽ vào vai dũng sĩ chủng đầu, ra tay phô diễn sức mạnh. Mục tiêu sẽ là mấy khứa mảnh mạnh và to mồm để hắn nâng tầm vấn đề lên. Trong khi đó, nhóm Senku sẽ bắt kế hoạch thuyết âm mưu. Bước 1, tìm chỗ rộng thoáng để giấu drone. Bước 2, cả bọn hóa thân làm hội chủ mũ kéo đến chiến. Bước 3, địch sẽ dùng Medusa. Bước 4, drone sẽ tóm lấy con hàng đó. Kế hoạch trôi thế thì ngon, nhưng Mozu sẽ là vấn đề lớn có thể phá bĩnh tất cả. Ngay khi cả nhóm lấy được Medusa, Mozu chắc chắn sẽ ra tay hạ sát tất cả. Cái đấy thì Senku đã tính cả rồi. Tận dụng những món đồ đã chế, Senku đã tạo ra một khẩu súng ổ xoay. Mọi người hy vọng cu đầu củ hành sẽ không dùng nó để ra tay hạ sát kẻ khác, nhưng dù có muốn thì Senku cũng chịu. Khẩu súng này dùng để phòng thân thôi. Nếu có lỡ tay thì thôi dùng Medusa
sửa sai vậy, để tận dụng được con hàng này. Còn ai phù hợp hơn vô, cựu cảnh sát cơ chứ. Vấn đề là khứa này mề bạo lực lắm. Thêm cái mặt biến thái này nữa thì cũng hơi khó đặt niềm tin. Nhưng một khi nắm bắt được tâm lý của vô thì sẽ dễ. Với những ông tướng phong bạt kiểu này chỉ cần bơm ít doping thừa nhận, lại còn thêm gái nữa thì cứ phải gọi là ngoan như cún. Ngay sau đó vô đã cho thấy khả năng bắn súng và độ may mắn của mình khi tạch toàn bộ mục tiêu trai nhưng trúng ngay một con rắn. Thôi thì méo mó có hơn không. Vũ khí khắc chế mô dư đã xong. Do quá trình sản xuất gây tiếng ồn lớn, Amaryllis lo ngại cả bọn sẽ bị dòm ngó nên đã dùng mỹ nhân kế dụ đám trai làng đánh trống ủm tỏi lên nhằm át tiếng ồn của chi đội Senku. Trong quá trình chuẩn bị, cả bọn nhận ra drone không đủ lực để kéo Medusa khỏi tay địch, thế nên cần lắm một lực lượng đủ mạnh để chơi kéo co. Cần là có, tổ đội lực điền trở lại. Sau khi tỉnh lại không thấy Ginro đâu, Ginro đã mường tượng ra được thằng em đã có biến. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Ginro tuy rất đau lòng nhưng với vị trí là quân tiên phong, cậu không thể chùn bước được, nhất định phải giải cứu Ginro và Kohaku, hoàn tất kế hoạch cho bằng được. Để phòng ngừa trường hợp đứt dây giữa đường, Senku đã tiến hành bóc lột nhân công cho cả bọn quấn những sợi dây làm từ nhựa đường. Sau quá trình đó, họ sẽ có sợi dây cáp carbon siêu chắc chắn. Với những thanh niên nào tò mò thì hiện tượng con quay ổn định trên không này được gọi là hiệu ứng con quay hồi chuyển. Những thứ quay với tốc độ cao sẽ không lắc lư. Chrome nảy luôn ra ý tưởng tận dụng hiện tượng đó, lắp một con quay vào drone để giữ nó ổn định. Thiên tài, mỗi tội Senku đã làm từ trước rồi. Và đây là thứ cuối cùng cần làm, nó là điện trở dây cuốn biến thiên. Nhờ có nó mà drone có thể điều khiển từ xa thông qua việc tăng giảm dòng điện ở motor. Công việc này giao cho ông trùm đọc hướng gió Ryu Sui là Over Hợp. Tuy có chút bỡ ngỡ nhưng với kinh nghiệm game mờ thì Ryu Sui thầu được. Vậy là drone từ A đến Z đã xong. Nhóm của Senku bắt đầu triển khai lực lượng. Mọi thứ đều đã được setup kỹ lưỡng, sẵn sàng cho chiến dịch đoạt lấy Medusa. Đây sẽ là cuộc chiến ba chiều giữa vương quốc khoa học, làng hóa đá và kẻ chiến bại Mô Dư. Nhóm Senku chỉ có thể thắng, không được phép bại. Trong khi đó, Mô Dư đã triển khai kế hoạch lùa quân cùng Kirisame đến điểm hẹn. Khi bình minh vừa lên thì cuộc chiến đôi bên đã bắt đầu. Gã Warashi thấy Ginro, tưởng cậu là tên thích khách hôm trước nên lao đến tấn công. Ginro cũng chẳng ngần ngại mà tiếp chiêu. Cậu hoàn toàn lấn át tên cốt đột đối diện, không chịu kém cạnh. Anh em khoa học cũng sử dụng tà thuật để tấn công, khiến địch bối rối. Khứa Mô Dư cũng nhập vai, vừa bị địch áp đảo, giờ bảo Kirisame sử dụng vũ khí hóa đá. Mô Dư đã nhận ra tà thuật của nhóm Senku không thể kích hoạt ngay được, mà phải mất vài giây thao tác. Một khi khứa đầu hành tóm được Medusa, hắn sẽ ra tay triệt tiêu cả hai phe. Mọi thứ đúng như dự liệu. Khi Kirisame đã kích hoạt vũ khí hóa đá, nhưng trong giây phút quan trọng đó, Ryusui lại không cho drone cất cánh vì cậu có linh cảm chẳng lành. Ở chiến trường, Senku cũng chung cảm giác đó. Họ đã bị gã tể tướng cho vào bẫy. Trước đó, tể tướng đã thấy Mô Dư có khuyên tai, y xỉ đúc cái mà Kohaku đeo. Thông qua đó, hắn đã nghe lén được toàn bộ kế hoạch của nhóm Senku. Thế nên khi Kirisame chuẩn bị ra trận, tể tướng đã kể cho cô ả nghe về sự phản bội của Mô Dư, rồi đưa cho ả một cái gì đó. Trong khoảnh khắc, Senku đã lập công thức tính toán trong đầu để tính toán điểm rơi của vũ khí hóa đá. Nghiệm cho ra là Kirisame sẽ ném hụt. Đáp án là Medusa là hàng giả. Ngay lập tức Senku hiệu mọi người rút quân khẩn trương. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi người vẫn nghe theo mà nhanh chóng chạy về xe. Phía Mô Dư cũng cay lắm, hắn buộc phải lập tức đuổi theo truy sát nhóm Senku để chứng minh mình là anh liêm. Nhưng hắn đã chậm chân một bước khi cả đội khoa học đã lên được xe tẩu thoát. Thấy Mô Dư vẫn dí ở sau, Yo tính dùng súng xử lý hắn, nhưng con hàng đã bị kẻ nào cháo mất. Kẻ đã ra tay chính là Magma. Gen trong đêm đã phát hiện ra hành động của hắn nên cũng bị kéo theo luôn. Sau khi cho cả đám một quả việt vị, lão tể tướng đã chiếm lấy tàu Perseus, đồng thời gom toàn bộ dân làng xung quanh lên đó. Âm mưu của hắn là lọc tìm nhóm người Senku. Nếu không truy ra được, hắn sẽ hóa đá cả đảo. Trong nguy có cơ, Senku đã có cách lội ngược dòng. Cả đội sẽ chia ra làm hai nhóm. Nhóm một sẽ quay về làng lấy bức tượng tù trưởng để phơi bày tội ác của tên tể tướng. Với cơ cấu cha truyền con nối, Soyuz với giao diện của mình có thể kế nhiệm chức vị, khi đó có thể hiệu triệu dân đảo đứng lên. Nhóm hai sẽ đi câu giờ, đồng thời tìm Magma, thu hồi súng trước khi khứa này chơi dại. Vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả các phe. Magma cùng Gen sau khi cướp được một thuyền địch đang lao đến tàu Perseus để xin cái mạng lão tể tướng. Nhóm Senku sau khi phát hiện cũng vội cướp thuyền mà đuổi theo. Cùng lúc đó, bên nhóm lấy tượng đã đến được lều tù trưởng, nhưng bên trong chỉ là một đống đá vụn. Tên tể tướng đã lường được trước nên đã ra tay đập bỏ từ trước. Còn nước còn tát, Yuzuriha vẫn cố gắng ghép lại từng mảnh vỡ, nhưng sẽ rất lâu bởi họ không biết được hình dáng của tù trưởng. Mà dẫu có ghép được chuẩn chỉnh đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể cứu được cha của Soyuz. Nắm lấy tay thân phụ, tuy đã 20 năm xa cách, dáng hình thân phụ cậu vẫn chưa bao giờ quên. Soyuz sẽ dùng những dữ liệu này để giúp cả bọn đẩy nhanh tiến độ lắp tượng. Trở lại với tình hình nhóm cầm chân, cả bọn tuy đã tóm được Magma và thu hồi được súng, nhưng số đã chỉ còn 3 viên, đã thế còn bị vây hãm tứ phía. Bí quá thì dí Senku, khứa đầu củ hành nhét một nắm maze vào họng súng, giờ bảo Yo bắn lên trời tạo một đường sáng. Cộng thêm đường mõm của Gen khiến đám lính quấn ra đài mà bỏ trốn. Vấn đề này vừa xong thì problem khác lại đến. Mô Dư đã xuất hiện. Yo tính dùng súng hạ hắn, nhưng con quái vật này đã tận dụng lúc cậu chưa kịp bóp cò mà tung đòn hạ đẹp thanh niên can. Lần lượt Ginro và Nikki cũng bị đánh cho tan tác. Thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách. Tuy đã cố gắng, cả bọn vẫn bị Mô Dư dí kịp. Gã thể tướng cũng đến góp vui. Quả này mỗi
đứa một nhát về chầu ông bà chăng? Senku trả lời là không bé ơi. Cậu cố tình dụ chúng đến đây để sử dụng lá Joker giấu trong tay áo. Còn mãnh thú Hyoga đã sổ lồng, nhận thấy cây thương của Kinro, hắn sẽ là hy vọng duy nhất để vương quốc khoa học lội ngược dòng. Nhưng đây cũng là nước đi năm ăn năm thua. Nếu Hyoga phản thì coi như là hết cứu. Quyền quyết định hoàn toàn ở Khứa Mắt Híp. Tham vọng của cậu ta là muốn giữ lại những người ưu tú nhằm tạo nên một thế giới xuất chúng, nên Hyoga muốn thử xem phe nào có thể đáp ứng được nguyện vọng đó rồi mới quyết. Mozu dĩ nhiên không dại đối đầu với một gã không rõ khả năng, nên trả lời thuận theo ý Hyoga. Hắn cũng muốn thanh lọc nữ nhân trong hậu cung, chỉ giữ lại những em trẻ đẹp nhất. Nhưng Ryusui đã ngắt lời với câu nói đi vào lòng chị em, phụ nữ ai cũng đẹp nhưng sẽ đẹp hơn khi dùng áp, và cậu muốn lấy tất. Nghe xong ý kiến đôi bên, Hyoga đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Cậu lao đến phía Senku để bảo đầu cổ hành né ra để cậu làm việc. Trong khi đó, lão tể tướng đã lên thành tàu. Gã đã phát hiện ra nhóm Senku có thể hồi sinh những người hóa đá. Tiện Kirisame cũng vừa tới, lão ta đã lấy lại Medusa, rồi lệnh cho Arashi cầm lấy mà chạy đến trung tâm đảo. Kirisame nhận ra ý đồ hóa đá cả đảo của lão, nên cật lực phản đối để làm yên chí cô ả. Lão tể tướng khẳng định đây là ý của tù trưởng, nhưng trong trí nhớ của Kirisame, tù trưởng đã dạy không được lạm dụng Medusa, đặc biệt là một diện tích khổng lồ như vậy. Trong lúc cô ả đang thắc mắc, thì từ phía đảo có tiếng người vang lên. Tổ nhóm lấy tượng đã mang tù trưởng đến. Taiju giống lên kể hết nội trạng của lão tù trưởng. Giờ thì 5 năm rõ là 10 rồi. Lão tể tướng không thể địch lại Kirisame, nên đã dùng Medusa hóa đá của ả luôn. Giờ đã có hàng nóng trên tay, lão chỉ cần hóa đá cả đảo nữa là xong. Chưa kịp hí hửng được bao lâu thì một tiếng đoàng đã vang lên. Yo đã trở lại và đục một lỗ trên tay lão tể tướng, khiến hắn đánh rơi Medusa để rồi rơi vào tay Yo. Phe khoa học đã có vũ khí hóa đá để tăng thêm chiến công cho mình. Khứa Yo tính dùng Medusa để hóa đá Mozu. Ý tưởng thì có nhưng không biết cách sử dụng. Cuộc chiến giữa Mozu và Hyoga sẽ diễn ra vô cùng gay cấn. Với phần thiệt trong cuộc chiến đang nghiêng về phía Khứa Mắt Híp, trước đòn tấn công uy dũng của Mozu, Hyoga quyết định sẽ nhảy xuống biển để né, hòng chạy lên bờ tẩu thoát. Thực chất trình độ của Hyoga không thua Mozu, nhưng vũ khí không phù hợp đã khiến cho cậu bị hạn chế. Hyoga cũng hiểu Senku là một kẻ không bao giờ chạy trốn vấn đề, chắc chắn Khứa đầu hành đang ủ mưu gì đó. Nếu đã hiểu cách chiến đấu của Hyoga thì Senku sẽ chuẩn bị cho cậu một công cụ hỗ trợ, nên cậu mới chơi bài chuồn để nhử Mozu đuổi theo. Đúng như nhận định của thanh niên mắt híp, Senku đã chuẩn bị cho Hyoga công cụ hỗ trợ bằng cách cho một ít cồn và than trì vào ống để tận dụng tính cực trơn của carbon trên bề mặt nhẵn mịn. Sau khi thấy Hyoga lướt qua, Senku lập tức đưa công cụ đó để magma ship hỏa tốc cho đồng minh. Một khi đã lắp thứ này vào vũ khí thì tuyệt kỹ thương xoáy chứ danh sẽ trở lại. Chỉ trong vài đường múa, Hyoga đã hạ gục Mozu. Tưởng như Senku cùng đồng đội đã toàn thắng, nhưng không, Yo đã bị hóa đá. Medusa trở lại với lão tể tướng, lập tức hắn tiến hành kế hoạch hóa đá toàn đảo thông qua Khứa Warashi. Không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ thấy gã cốt đột chạy như ma rượt lên đảo. Yukio đoán rằng hắn đang giữ Medusa, nên bảo Taiju mở hết âm lượng truyền tin cho mọi người, ngăn hắn lại ngay và luôn. Dù đã tóm được Warashi, nhưng tất cả đã quá muộn. Lão tể tướng trước đó đã nhét Medusa vào mồm hắn. Quả bom hóa đá giờ đã phát nổ, ánh sáng hủy diệt bắt đầu bao phủ cả đảo. Mọi người dần dần trở thành những tượng đá. Kế hoạch của lão tể tướng đã thành, giờ hắn chỉ cần thu hồi Medusa nữa là xong. Khi nhìn thấy Soyuz, lão đã nhớ lại cái hồi mình ra tay với tù trưởng. Vì muốn lưu truyền 100 câu chuyện truyền kỳ, các tù trưởng sẽ lấy vợ sở hữu trí nhớ siêu phàm để con cái kế thừa gen đó. Soyuz khi nhỏ đã chứng kiến bố mình bị hóa đá. Nếu không có mẹ đến kịp thời thì có lẽ cậu đã thành ma dưới móng vuốt của lão. Sau 20 năm vật lộn bên ngoài, Soyuz cuối cùng vẫn rơi vào tay kẻ thù giết cha. Sau khi lấy được Medusa, lão nhận ra có dấu chân lạ, cộng thêm những tiếng ù ù từ trước bông tai, càng khiến hắn nghi ngờ có kẻ đã giở trò. Lần theo dấu vết, lão đã phát hiện ra phòng lab lưu động, nhìn tò mò phết. Lão tể tướng ngó vào xem nó như nào, thì từ đó phát ra tiếng nói 5m, 5 giây, khiến hắn hoảng loạn mà vứt Medusa đi. Tất cả là cái bẫy mà Senku đã giăng ra. Thanh niên đầu củ hành đã thoát được tử thần trên đường tơ kẽ tóc và nắm được cách sử dụng vũ khí hóa đá. Trở lại vài phút trước, Yukio sau khi nghe được tiếng lão tể tướng khi hóa đá Yo đã hiểu ra cách kích hoạt Medusa, nên đã báo cho tất cả mọi người, nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh sáng xanh chết chóc đang lan ngày một rộng hơn. Senku khi đó đã tính rất nhiều phương án để thoát thân, nhưng cái nào cũng quá rủi ro. Trong lúc đó, Chrome đã gợi ý một kế hoạch điên rồ, tận dụng tia hóa đá chuyển động đều. Nếu lấy kích thước xe lắp làm chuẩn là 5m, tất cả sẽ xếp thành hàng, sao cho khoảng cách giữa hai người liền kề là 5m. Hễ khi ánh sáng đến thì giơ tay ra hiệu. Nhờ đó mà Senku đã tính khoảnh khắc mà tia sáng chạm đến cậu ấy để quăng lọ nước hồi sinh, rơi trúng vào thời điểm Senku đang hóa đá. Việc học nó quan trọng thế đấy. Senku đã thành công thoát thân để rồi dàn dựng một cái bẫy như vừa rồi. Trở lại với thực tại, giờ là lúc hai bộ não to nhất hai phe đối đầu. Senku mở bát với hệ thống xe không người lái, được điều khiển bằng hệ thống dây, kích hoạt xe tông thẳng vào lão tể tướng. Tưởng thế là win, Senku vội lấy Medusa, nào ngờ đối phương đã giở trò đánh lén. Vốn tính cẩn thận, lão đã chủ động lên đồ sẵn, nhờ đó mà sát thương bị giảm đi đáng kể, không thể đọ được sức mạnh cơ bắp. Senku ba chân bốn cẳng chạy ngay vào rừng, vừa để hạn chế không gian không cho lão dùng Medusa, vừa để rình rập cơ hội phản công. Vế đầu thì thành nhưng vế sau
thì không, Senku bị dồn vào đường cùng. Giờ mà lão dùng vũ khí hóa đá thì endgame. Với cái đầu sạn to bằng nắm đấm của mình thì Senku đời nào để mình rơi vào thế nguy được. Cậu đã cố tình lùa lão tể tướng đến vách đá biển khóc để Drone ra tay đoạt lấy Medusa, và người điều khiển nó chính là Ryu Sui. Trong khi bị truy đuổi, Senku đã dùng hai chai axit để tấn công, nhưng đó chỉ là đòn gió che mắt kẻ địch. Thực tế Senku đã quẳng một lọ nước hồi sinh để cứu Ryu Sui. Chiến thắng sẽ gõ cửa vương quốc khoa học nếu kẻo kéo co này thắng. Nhưng lão kia già mà quá khỏe, kéo mãi không ăn được. Thấy dùng sức khó thì ta dùng đầu. Senku với Ryu Sui liền thả tay để Medusa kích hoạt ở phía lão. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tể tướng quẳng nón để đẩy trả tia thạch hóa sang bên kia. Móng tay nhọn lại có bấm móng tay. Ryu Sui chịu hóa đá, gắn bông tai tai nghe lên Medusa, và khi nó trở về tay lão tể tướng, Senku liền kích hoạt nó. Kẻ ác cuối cùng cũng nhận trái đắng. Kết thúc cuộc chiến, Senku thành công lấy được vũ khí hóa đá. Mọi sự nỗ lực đã có được thành quả, nhưng Senku giờ chỉ còn lại một mình, cô đơn y như cái hồi cậu mới dã đá vậy. Trong lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, phía làng Shishigami gọi đến như nhắc nhở Senku rằng cậu không hề đơn độc, bởi giờ đây cậu còn những người bạn đã đồng cam cộng khổ với mình. Lần lượt những thành viên được giải cứu. Trong bữa trưa, Senku đã chia sẻ việc Ruri đã liên lạc, nhưng do pin điện thoại đã yếu, cộng thêm sóng không khỏe nên chỉ có thể nghe tiếng rè rè. Chrome lấy làm lạ lắm. Ruri sẽ không bao giờ làm mấy việc thừa hơi này chỉ để trấn an đâu, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Họ lập tức trở lại tàu để sử dụng thiết bị liên lạc, nhưng tất cả đều đã bị phá hỏng. Với những diễn biến hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải hồi sinh mọi người, đồng thời khẩn trương tái thiết lại con tàu. Ngoài ra Senku còn cứu cả Kirisame, vốn cô chỉ là nạn nhân bị lão tể tướng lợi dụng. Hơn nữa chỉ có cô ả mới biết được Kohaku và Ginro đang ở đâu. Sau khi đã hoàn thành xong mọi quá trình, Senku đã gọi điện về cho Ruri. Nữ tư tế muốn hỏi xem có phải Senku thường xuyên gửi tin về làng hay không. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì một sóng lạ đã xen ngang cuộc trò chuyện. Ẩn trong đó có tiếng người với lời nhắn là 12,8 triệu mét một giây. Trùng hợp là 12,8 triệu mét chính là bán kính trái đất. May mà Kohaku kịp phản xạ nhảy ra xa. Nếu lỡ Medusa được kích hoạt thì thảm họa hóa đá sẽ tái diễn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tiếng nói đó lại tương đồng với giọng của Senku. Những ngày sau đó, tin nhắn thoại đó liên tục được gửi đến, kéo theo hàng loạt những câu hỏi khiến cả bọn muốn nhức cái đầu, đặc biệt là nguồn gốc của Medusa. Soyuz nhận ra hình dạng của Medusa giống với hình xăm của một bức tượng trước đó họ tìm thấy sau khi được giã đá. Sự chú ý của anh ta đã va ngay vào Kinro, bởi dung mạo của khứa này rất giống với chủ nhân cũ của anh. Tận dụng điều đó, khứa đầu vàng dụ dỗ anh chàng làm đệ của mình, vốn tính thật thà chất phác. Thanh niên này cũng đồng ý ngay, đồng thời kể lại chuyện hóa đá của mình. Tên anh ta là Matsukage, nguyên quán tại một hòn đảo bình yên cho đến khi nó hết bình yên, bởi những thiết bị hóa đá từ trên trời rơi xuống hầu hết đã bị thủ lĩnh của làng phá hủy. Medusa là thiết bị hóa đá cuối cùng còn sót lại do một tên trộm thó đi. Ngay khi có được thông tin quan trọng đó, nhóm khoa học lập tức bắt tay ngay vào tìm hiểu. Senku sẽ tạo ra anten parabol để truy ngược sóng của Wildman. Sau khi phân tích, cả nhóm đã phần nào đoán được nguồn phát. Nó không phải nằm trên trái đất này mà là ở trên mặt trăng. Vậy nên nhiệm vụ tiếp theo của vương quốc khoa học chính là chinh phục chị Hằng. Sẽ là một hành trình khó khăn, nhưng với Senku thì không có gì là không thể. Sau khi hoàn tất quá trình giã đá cho toàn bộ mọi người, Senku đã thiết lập quan hệ đồng minh với đảo kho báu. Nghe thì mỹ miều thế thôi, chứ mục đích của khứa này là khai thác tài nguyên của nơi đây, nhưng phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Soyuz vốn là con trai của cựu tù trưởng, nên cậu đã được suy tôn trở thành tân tù trưởng. Cậu đã vận động dân đảo góp sức, cùng với người của vương quốc khoa học xây dựng thành công một đài phát sóng liên lạc để đảm bảo kênh thông tin giữa hai bên được thông suốt. Trong đêm mừng công, Senku đã cho bắn pháo hoa, vừa để góp vui cho dân làng, vừa để xoa dịu nỗi buồn của Soyuz khi 20 năm mới về được cố hương mà không thể gặp lại được người cha của mình. Những quả pháo hoa còn gợi cho Senku nhớ về Byakuya. Ông thực sự đã để lại cho thằng con này những món quà vô cùng quý giá. Senku sẽ kế thừa tất cả để dẫn dắt quá trình hồi sinh nhân loại. Ngày hôm sau, con tàu Perseus chào tạm biệt đảo kho báu để lên đường trở về cố hương. Để tạo nên bộ khung phi hành gia, Senku cần 3 người. Lái tàu thì có Ryu Sui rồi, khoa học gia thì chính là cậu, chiến binh thì chỉ có một người là hợp nhất. Ngay khi trở về vương quốc, việc đầu tiên mà Senku sẽ làm là đánh thức học sinh trung học mạnh nhất Tsukasa. Tuy nhiên trước đó, Ryu Sui đã phát hiện ra rằng Senku chưa dùng Medusa để chữa trị vết thương cho mình. Những vết nứt trên mặt cậu vẫn y nguyên. Senku không phải không muốn, mà vì cậu đã nhận ra vũ khí hóa đá đang dần cạn năng lượng. Chẳng may lần chữa trị cho Senku mà là lần cuối thì mọi nỗ lực sẽ là công cốc. Thậm chí cậu cũng không chắc là con hàng này còn dùng được nữa hay không. Bằng sức mạnh của tình bạn, tình anh em, Medusa đã có lần kích hoạt cuối cùng. Ngay khi quá trình hóa đá hoàn tất, Senku dùng nước hồi sinh để cứu cậu bạn ngay. Sau 3 tháng ngày chờ đợi với những vất vả, cuối cùng Tsukasa đã trở lại. Cặp đôi mạnh nhất đã được tái hợp. Sau tất cả những gì mình đã làm, Tsukasa không còn mặt mũi nào để trở thành chiến binh của vương quốc khoa học cả. Cái đấy với Senku không quan trọng. Quan trọng là hành trình sắp tới rất cần một kẻ mạnh như Tsukasa. Vì Medusa đã hết hạn sử dụng, nên Senku là người duy nhất còn vết nứt trên mặt. Để khứa đầu hành cô độc như vậy thì không được, nên Gen gợi ý cho mọi người vẽ lại những vết nứt cũ với lời thề ngày
ngày mà những vết này biến mất, cũng là lúc họ giành chiến thắng cuối cùng. Sức mạnh tinh thần đã nạp xong, giờ đến lúc chuẩn bị sức mạnh vật chất để chế tạo tàu vũ trụ lên mặt trăng. Tài nguyên ở đây là không đủ, thế nên cần một đội đi du hành thế giới để tìm nguồn nguyên liệu. Senku đã nhờ nhóm nghệ nhân làm đại ra một mô hình lộ trình đi ra vũ trụ ba chiều, như chạm vào lòng tự ái. Lão Kaseki và Yuzuriha đã cho ra luôn sản phẩm siêu cấp pro, khiến ai nấy đều trầm trồ khi được chiêm ngưỡng. Cụ thể thì kế hoạch của Senku sẽ là giã đá cho toàn bộ người dân trên thế giới, đồng thời xây dựng những thành phố mới. Mỗi nơi sẽ chuyên trách những nhiệm vụ khác nhau. Khi kết hợp thành quả lại, trái đất sẽ cất cánh đến nơi của tên White Man đó. Tuy nhiên, việc hồi sinh hàng loạt như vậy sẽ vượt ngưỡng giới hạn số Dun 3. Chưa kể trong số người đó có những kẻ xấu xa, mấy cái đấy không phải lo. Có Tsukasa ở đây thì lo cái gì? Điểm đến đầu tiên của hành trình này đã được ấn định. Senku sẽ cùng anh em đến xây dựng thành phố ngô, cụ thể là châu Mỹ. Họ sẽ trồng loại ngô Yellow đen, một loại ngô ngon và sản lượng cao để chế tạo ra cồn. Càng nhiều cồn sẽ càng nhiều nước hồi sinh, đồng thời giải quyết luôn bài toán lương thực. Trước đó Senku và Gen đã từng nói dối rằng nước Mỹ được tái thiết, hòng bịp mọi người ở đế chế sức mạnh. Giờ là lúc lời nói dối đó trở thành hiện thực, đoàn tàu lại ra khơi, mang theo hy vọng của mọi người cùng với nhân loại. Một hành trình lên thẳng mặt trăng sẽ mở ra. Những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Tất cả sẽ có trong Doctor Stone Science Future, sẽ ra mắt vào khoảng đầu năm 2025. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.